lại nữa thiện hiện khi các đại bồ tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa an trụ trong năm thủ ẩn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như sóng nắng như huyễn như hóa như thành tầm hương mà viên mãn tịnh lự ba la mật đa cụ thọ thiện hiện thưa phật Bạch Đức Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ ẩn như mộng cho đến như thành tầm hương, viên mãn tịnh lự ba la mật đa như thế nào? Phật bảo, này thiện hiện, khi các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết rõ năm thủ ẩn như mộng cho đến như thành tầm hương, không có thật tướng, nên vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu đẳng trì không vô tướng vô nguyện, tu thánh chánh đẳng trì như điện quang và kim cương dụ trụ trong tam ma địa kim cương dụ trừ định như lai ngoài ra đối với các định khác như định nhị thừa hoặc thắng định đều có khả năng nhập vào tất cả an trụ đầy đủ nhưng đối với các tà ma địa như thế chẳng sanh tâm ưa đắm cũng chẳng say đắm quả đạt được ấy vì sao vậy vì đại bồ tát này như thật biết tịnh lự đẳng định và tất cả pháp đều cùng với vô tướng vô tánh làm tánh vô tướng chẳng thể ưa đắm vô tướng vô tánh chẳng thể ưa đắm vô tánh vì không ưa đắm nên hoàn toàn không thuận theo thế lực của các định nơi cõi sắc cõi vô sắc vì sao vậy vì đại bồ tát này ở tất cả cõi đều không thù đắc đối với định năng nhập và định bị nhập Do đây nên khi vào định sướng cũng không thủ đắc. Vì đối với tất cả Pháp, Đại Bồ Tát này không thủ đắc nên sớm được viên mãn vô tướng tịnh lự Ba La Mật Đa. Do tịnh lự Ba La Mật Đa đây được viên mãn, nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát này vì sao do vô tướng tịnh lự Ba La Mật Đa đây được viên mãn, nên vượt các bậc thanh văn độc giác. Phật bảo, này thiện hiện đại bồ tát này khéo học nội không cho đến vô tính tự tính không nên mới được viên mãn vô tướng tịnh nữ ba la mật đa vượt qua các bậc thành văn độc giác đại bồ tát này trụ trong các không đối với tất cả pháp đều không thủ đắc chẳng thấy có pháp lìa các không đại bồ tát này an trụ trong đây chẳng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng lại chẳng đắc tất cả hạnh đại bồ tát cũng lại chẳng đắc vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao vậy? Vì trong không không có pháp cũng không có cái không vậy. Đại Bồ Tát này do trụ không này nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác chứng vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, Bạch Thế Tôn các Đại Bồ Tát lấy gì làm xanh, lấy gì làm ly xanh? Phật bảo, này thiện hiện, các đại bồ tát lấy tất cả có sở đắc làm xanh, lấy tất cả vô sở đắc làm ly xanh. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế tôn, các đại bồ tát lấy gì làm có sở đắc, lấy gì làm vô sở đắc? Phật bảo này thiện hiện, các đại bồ tát lấy tất cả pháp làm có sở đắc, nghĩa là đại bồ tát lấy xác quần làm có sở đắc, lấy thọ tưởng hành thức uẩn làm có sở đắc nói rộng cho đến lấy trí nhất thiết trí làm có sở đắc các đại bồ tát lấy các loại pháp môn như thế làm có sở đắc tức là có sở đắc gọi là xanh như ăn uống hay xanh bận hạn vậy lại nữa thiện hiện các đại bồ tát lấy tất cả pháp vô hành vô đắc vô thuyết vô thị làm vô sở đắc nghĩa là đại bồ tát Lấy sắc cho đến trí nhất thiết trí, vô hành vô đắc, vô thuyết, vô thị, làm vô sở đắc. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc cho đến trí nhất thiết trí đều chẳng thể hành, cũng chẳng thể đắc, cũng chẳng thể nói, cũng chẳng thể chỉ bày. Các đại Bồ Tát lấy các loại pháp môn như vậy, không hành, không đắc, không nói, không chỉ bày, làm vô sở đắc, tức vô sở đắc, gọi là ly xanh. Các đại Bồ Tát chứng vào ngôi tránh cánh ly xanh rồi, viên mãn tất cả tịnh lự giải thoát đằng trì, đẳng trí. Còn chẳng theo thế lực của định mà thọ xanh, uống nữa là theo thế lực của phiền não tham sân si, hoặc theo thế lực của tủy phiền não mà thọ xanh, không có điều đó. Đại Bồ Tát này an trụ trong đây gây tạo các nghiệp do thế lực của nghiệp, mà trôi lằn các cõi cũng không có điều đó đại bồ tát này mặc dù trụ trong nhóm các hành như huyễn làm lẫy gan vui cho các hữu tình song chẳng đắc huyễn và các hữu tình khi đối với các việc vô sở đắc như thế đại bồ tát này thành thuộc hữu tình nghiêm tịnh cõi phật thường không chán bỏ như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mau được viên mãn vô tướng tịnh lự ba la mật đa do được viên mãn tịnh lự ba la mật đa đây nên mới được viên mãn tất cả Phật pháp nhờ đây nên chứng được trí nhất thiết trí chuyển bánh xe diệu pháp làm lợi ích an vui hữu tình thường không gián đoạn cho đến tận đời vị lai chuyển bánh xe pháp vô thượng như thế tùy có làm nhưng không có giả đắc vì năng thuyết sở thuyết đều không có tự tánh lại nữa thiện hiện khi các đại bồ tát hành bát nhã bà la mật đa sâu xa an trụ trong năm thủ ẩn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như sóng nắng như viễn, như hóa như thành tầm hương mà viên mãn bát nhã bà la mật đa thì đại bồ tát này như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều không chân thật bèn viên mãn được vô tướng bát nhã bà làm mật đa cụ thọ thiện hiện liền thưa phật bạch thế tôn khi đại bồ tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa như thật biết rõ tánh tất cả pháp như mộng cho đến như thành tầm hương như thế nào Phật bảo: Này thiện hiện khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy mộng chẳng thấy kẻ thấy mộng chẳng nghe tiếng vàng chẳng thấy kẻ nghe tiếng vàng chẳng thấy ảnh tượng chẳng thấy kẻ thấy ảnh tượng chẳng thấy bóng sáng chẳng thấy kẻ thấy bóng sáng chẳng thấy sóng nắng chẳng thấy kẻ thấy sóng nắng chẳng thấy huyễn chẳng thấy kẻ thấy huyễn chẳng thấy hóa chẳng thấy kẻ thấy hóa chẳng thấy thành tầm hương chẳng thấy kẻ thấy thành tầm hương vì sao vậy vì mộng kẻ thấy mộng cho đến thành tầm hương kẻ thấy thành tầm hương đều là chỗ chấp trước điên đảo của phàm phu ngu si các a la hán độc giác bồ tát và các đức như lai đều chẳng thấy mộng và kẻ thấy mộng nói rộng cho đến chẳng thấy thành tầm hương và kẻ thấy thành tầm hương vì sao vậy vì tất cả pháp vô tánh là tánh chẳng thành chẳng thật vô tướng vô vi chẳng thật có tánh đồng với niết bàn nếu tất cả pháp vô tánh là tánh nói rộng cho đến đồng với niết bàn thì lẽ nào đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp khởi tường có tánh tường thành tường thật tường có tường hữu vi có thật tánh nếu khởi các tường đây thì không có điều đó